chào cất tiếng ca. Tôi tình trang hòa, ngàn mây xanh cùng sóng muôn ngàn xa, đời thắm tươi như ngàn hoa, nắng say say như vàng tình cười, thiên tha yêu đời. Đời mình trong năm tháng sẽ qua, lo gì sau này, ngồi đây ta cùng hát khúc tình ca, và sẽ cho nhau tình yêu. Mãi về sau còn nhớ khi ta gần nhau đã trao nhau bao niềm yêu mến, mình sống mãi trong tình yêu, mình sống mãi trong tình yêu, mình sống mãi trong tình yêu.
khóc than, tiếc thương tình yêu dở dang. Với tháng ngày ta quên lãng theo tình duyên mới, lòng thêm đắng cay khi trao nụ hôn đắm say. Tim ra rời khi gặp mặt mà sao xa vắng. Thêm giây phút chỉ làm lòng thêm dây dưng. Người hỡi người, kiss me goodbye. Dancing on. Từng đi hát đây hát đó nhưng chưa bao giờ hát chung với nhau cả. Là nhỉ? Tại sao vậy? Và họ đi hát khắp nơi mà chưa bao giờ họ hát chung với nhau, mà đặc biệt hôm nay họ đến đây và họ hát chung với nhau ở trên sân khấu này. Nó là cái một tiết mục rất đặc biệt của chương trình Hollywood Night 11. Ngọc Linh có biết hai ca sĩ đó là ai không? Nghe anh nói thì tôi phải biết, tại vì tôi giới thiệu chương trình chung với anh mà. Nhưng mà đùa phục tí thôi, đừng có giận nhé. Mỗi lần giận trông cũng đẹp trai hẳn ra. Không có biết giận ai bao giờ đâu. Thưa quý vị, anh Từ Công Phụ muốn nửa kín nửa hở nói với quý vị rằng trong giây lát đây chúng ta sẽ được thưởng thức một màn song ca độc đáo của hai người ca sĩ đã từng hát chung với rất nhiều người nhưng mà chưa bao giờ hát với nhau cả. Chúng tôi không hiểu vì lý do nào, chúng tôi sẽ loan báo sau trong tuần tới. Và người đó là Thái Châu và Mỹ Huyền trong một nhạc phẩm. Thưa quý vị, trong một nhạc phẩm rất hay, đó là nhạc phẩm Sao Em Vội Bỏ Đi Lấy Chồng. Tôi lang thang muôn nơi đi
sao em nỡ vội lấy chồng. Bây giờ Ngọc Minh xin được giới thiệu đến quý vị một tiết mục rất đặc biệt và Ngọc Minh nghĩ rằng quý vị rất thích và cũng rất chờ đợi. Thưa quý vị, Nhật Trường Trần Thiện Thanh, những tác phẩm của anh đã gắn liền trong trái tim của những người Việt Nam trong suốt 30 năm qua. Nhạc phẩm của anh rất thật, rất gần, rất sống và rất thực tế. Cho nên trong chúng ta, từ già đến trẻ, quý vị hoặc Ngọc Minh, hoặc em bé, hoặc cụ già, ai cũng có thể hát một câu nhạc của anh mà không hề vấp váp. Nhưng đặc biệt đêm nay, anh Nhật Trường của chúng ta lại hát một nhạc phẩm mà anh nghĩ rằng anh rất thích và anh rất yêu, của anh Việt Thu. Thưa quý vị, Ngọc Minh xin được giới thiệu nhạc phẩm Hai Vì Sao Lạc với phần trình diễn của nam danh ca Nhật Trường Trần Thiện Thanh. Người về
nói sao nên lời, lòng buồn như chiều rơi, như trong đêm khuya những bước chân qua thềm, người lòng thương nhớ vô vàn. Người về đường đi kẹt gió trăng sao, người đi có biết chăng trong chiều nay bơ vơ nghe lá thu vàng rơi bâng khuâng, bước chân ai về chừng thời gian ngừng trôi, như quên đêm khuya để gió sương theo người thầm làm ướt áo vai người. Người về chiều mưa hay nắng, sao để khói làm chiều như xe trùng màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, để bến vắng con đò luôn mong người người hãy chan. Người là vì sao nhỏ bé, ta mãi ước trong lòng làm một bầu trời xanh xanh. Người về lòng ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm. Người về đâu nhớ ta chăng? Người ơi, mỗi lá thu rơi làm ta bâng khuâng, như áng mây chiều lan trong sương. Bước đi âm thầm, lòng buồn như thời gian, nghe trăng thu ơi, để lá rơi chi hoài gợi lòng thương nhớ ai. Hay nắng sao để khói làm chiều như xe trục màu không gian. Người về dòng sông thương nhớ, để bến vắng con đò luôn mong người người hãy chăng. Người là vì sao nhỏ bé, ta mãi ước trong lòng làm một bầu trời xanh xanh. Lòng ta thương nhớ, ta khẽ hỏi đưa người về hay thầm người đưa ta. Người về đâu nhớ ta chăng? Người ơi, môi lá thu rơi làm ta bâng khuâng, như áng mây chiều lan trong sương. Bước chân âm thầm, lòng buồn như thời gian, nghe trăng thu ơi, để lá rơi chi hoài gợi lòng thương nhớ ai nhiều. Người về có nhớ ta chăng? Có nhớ ta chăng? Kính thưa quý vị, sau đây là một tiết mục nóng bỏng dành cho giới trẻ, được trình diễn bởi một thần tượng của giới trẻ từ bao nhiêu năm nay. Có lẽ chúng tôi khỏi cần nói thêm, quý vị cũng đoán biết là ai. Thưa quý vị, đây là phần trình diễn của Linda Trang Đài và The Black Cats.
Thưa quý vị, sau phần nhạc ngoại quốc, Ngọc Minh lại muốn mời quý vị trở lại với những tình ca quê hương, những chuyện tình, những tình khúc về quê hương Việt Nam yêu dấu. Đêm nay, một tiếng hát biểu tượng cho những tiếng hát mà được yêu mến nhất của chúng ta từ trước đến nay. Anh xuất hiện trong chương trình đêm nay với một sáng tác mà có lẽ quý vị ít nghe nhưng rất nổi tiếng vào thời khoảng thập niên 60-70 gì đó của nhạc sĩ Ngọc Sơn, được phổ thơ của một người con gái rất đẹp mà có lẽ lâu quá Ngọc không được nhớ tên. Ngọc Minh xin quý vị dành một tràng pháo tay đặc biệt để thưởng thức nhạc phẩm Hoang Vu với phần trình diễn của nam danh ca Chế Linh. Yeah.
cất đi giữa em, xin gọi tên nhau trong hồn mình đêm xanh, xin đón em vào vui đường tình thương yêu và cuộc đời dành mãi mãi cho em và mãi mãi cho anh khi cuộc tình vừa lên ngôi. Tôi còn nhớ có một câu thơ rất là trữ tình: ôm em trong vòng tay hôm nay mà đã nhớ em những ngày sắp tới. Nhớ là dấu hiệu của tình yêu. Nếu tình yêu mà không có nỗi nhớ thì vô nghĩa. Hôm nay chúng tôi hân hạnh được giới thiệu với quý vị một ca khúc với tựa đề là Tình yêu nỗi nhớ qua tiếng hát của cô Thanh Vân. Xin mời quý vị, đây cô Thanh Vân. Làm hôn em bao là nỗi buồn, nhớ nhung anh trong chiều nay. Trái tim.
Quý vị đã nhớ một lần Ngọc Minh giới thiệu trong chương trình đại nhạc hội Hollywood Night kỳ thứ 10 vừa rồi tại North Barry Farm. Ngọc Minh đã giới thiệu một khuôn mặt mới, một tiếng hát mới, rất tuyệt vời, rất thành công. Tuy là lần đầu tiên anh xuất hiện, nhưng cái sự thành công của anh đã không thua kém bất cứ một ca nhạc sĩ nào đã nổi tiếng từ trước đến nay. Và cái điều đó sẽ chứng minh ngay bây giờ với quý vị, với phần trình diễn và tiếng hát của Philip Huy trong nhạc phẩm Please Forgive Me. Feels like the first kiss, and it's getting better, baby. No one can better this. Still holding on, you're still the one. First time our eyes met, same feeling I get, only feels much stronger.
stop loving you. Thưa quý vị, chiến tranh bao giờ cũng là cái cơn lốc xoáy ngang qua những mảnh đời và để lại biết bao nhiêu dấu vết đau thương cho nhân loại. Nhìn lại chiến tranh Việt Nam đã trải dài hơn 1/4 thế kỷ, quý vị thấy là không một gia đình nào không có sự mất mát to lớn. Vợ mất chồng, con mất cha và mẹ mất con. Và những đôi tình nhân bỗng chốc đã trở thành muộn màng. Và những người lính trẻ vừa ngã gục ở chiến trường để lại một người vợ vừa mới cưới hôm qua hãy còn ngây thơ giữa dòng đời nghiệt ngã. Kính thưa quý vị, trong bối cảnh ấy đã có biết bao nhiêu ngàn sáng tác về chiến tranh Việt Nam, mà một trong những sáng tác đó đã rất nổi tiếng, cho đến ngày hôm nay vẫn hay được nhắc nhở tới. Đó là bản Góa Phụ Ngây Thơ của anh Trần Thiện Thanh. Kính thưa quý vị, anh Nhật Trường đã sáng tác nhạc phẩm Góa Phụ Ngây Thơ trong khoảng thời gian chiến tranh Việt Nam khốc liệt nhất là năm 1972 và 73. Sau đây xin mời quý vị trở lại khung cảnh và những dĩ vãng đó với sự diễn xuất tuyệt vời của Nhật Trường và Thanh Lan trong nhạc phẩm Góa Phụ Ngây Thơ. Don't
tiếng cười chưa tan, nước mắt ròng ròng. Số phận con người đồng tiền sức ngựa. Em ơi, em có hiểu gì không? Nên đơn cưới một tờ đơn xin cưới. Anh biết rồi, rồi anh lại sẽ em ơi. Đêm nay, người nam ca sĩ nổi tiếng trong cả hai lĩnh vực nhạc chè, nhạc tình, nhạc Việt Nam sẽ xuất hiện trên sân khấu Hollywood Night với một bài hát rất nổi tiếng của Trường Sa. Thưa quý vị, ca sĩ Tuấn Ngọc sẽ gửi đến quý vị nhạc phẩm Xin Còn Gọi Tìm Nhau. Đây anh Tuấn Ngọc.
bay trên hàng phố bâng quơ. Chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không còn ai giữa mênh mông đời mình. Nỗi đau mù lấp trên tuổi thơ, phố vẫn hoang vu từ lúc em đi. Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về, bàn tay nào đưa em trong lòng vui bằng những non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em quên. Tình trong cơn ngủ mê rồi phai trên hàng mi, chợt khi mình nhớ về mộng thành mây bay đi. Còn gì trên đôi cho tình càng thêm say. Tiếng hát ru em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nuối trước em ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Bay trên hàng phố bâng quơ, chiều đông đưa những bước chân đau mòn, chợt nghe mùa thu bay trên trời không còn ai giữa mênh mông đời mình. Nỗi đau mù lấp trên phố vẫn hoang vu từ lúc em đi. Rồi trong mưa gió biết ai vỗ về, bàn tay nào đưa em trong lần vui bằng những tiếng chim non thì thầm cho ngày tháng ưu phiền em quên. Em còn nuối trên môi, lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nuối trước đêm vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau còn nuối trước đêm vui ngày đầu,
cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Cách đây 8 năm, lần đầu tiên tôi nghe một tiếng hát ở Portland, Oregon. Và tôi có ghé vào tai một người bạn trẻ ngồi bên cạnh tôi từ Cali lên. Tôi nói với anh ta rằng tiếng hát này tôi cam đoan với anh trong vòng 5 năm nữa sẽ nổi tiếng như cồn. Anh ta ngạc nhiên và hỏi tôi bảo anh chờ xem đi đừng có hỏi. 5 năm sau, đúng 5 năm sau, tình cờ anh gặp tôi lại ở Cali, ở Santa Ana. Thì anh có nhớ lại cái câu mà tôi nói với anh ta về một người nữ ca sĩ đó. Thì anh bảo tôi đoán như thần. Tôi bảo không phải thần gì đâu. Bởi vì khi mà tôi nghe cái tiếng hát đó đó, thì tôi biết cái điều đó sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Và 5 năm sau, dĩ nhiên là cái tiếng hát đã nổi tiếng như cồn. Và chiếm rất được nhiều cảm tình của quý vị khán giả ở khắp nơi trên đất Mỹ cũng như tại Việt Nam. Kính thưa quý vị, tôi xin giới thiệu đến quý vị tiếng hát của Ngọc Lan. Là con ai đây trên tay mẹ hiền, duy anh sau đêm say giấc nồng, lời ru êm ái trên môi thiên thần, bên những lúc đông cùng nhau suy tư. Chính Chúa nuôi hai nhân lành, sinh xuống bề lề đêm giá lành, hãy mau dâng lên người chân nhân tươi lòng người trong đêm đông, là vua trên hết muôn vua, nhưng vì thương chúng ta nên sinh xuống đời một đêm. Là con ai đây trên tay mẹ hiền, duy anh sau đêm say giấc nồng, lời ru êm ái trên môi thiên thần, bên những lúc đông cùng nhau suy tư. Chính Chúa nuôi hai
Kính thưa quý vị, bây giờ là một tiết mục mà Ngọc Minh cũng như tất cả quý vị đã chờ đợi suốt từ giờ phút đầu. Thưa quý vị, phần trình diễn của một tiếng hát rất nổi tiếng, không những ở Hoa Kỳ mà cả khắp trên thế giới. Và thưa quý vị, những bài hát của anh đã được chúng ta rất yêu thích và cho tới bây giờ anh vẫn được là một trong những ca sĩ nổi tiếng và được ái mộ nhiều nhất. Hôm nay Ngọc Minh xin được trân trọng giới thiệu đến quý vị. Anh sẽ đến với quý vị trong nhạc phẩm I'd Love You To Want Me với phần trình diễn của nam danh ca Lô Bồ. About fell out my chair, and when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me to want me the way that I want to, if you'd only let it be. You told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I'd love you and want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me and want you the way that I want to, if you'd only let me. For me to know what you tried so not to show,
but something in my soul just cries. I see the warmth in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Thưa quý vị, trời đất đã sinh ra cho chúng ta bốn mùa xuân hạ thu đông. Mỗi mùa đều mang cái vẻ đẹp của nó, và mỗi mùa đều chất chứa những kỷ niệm đẹp của đôi tình nhân. Nhưng thời gian đã khắc nghiệt không bao giờ dừng lại, cho nên cứ tuần tự ra đi biển biệt, để lại những dấu vết kỷ niệm khó quên. Trịnh Công Sơn, người nhạc sĩ tài hoa của nhiều thế hệ qua, ở thập niên 60, anh đã để lại cho đời một bản tình ca diễm tuyệt với tựa đề là Gọi Tên Bốn Mùa. Và bản tình ca này sẽ do Bích Thuần trình diễn. Đây, Bích Thuần. Gọi mưa vào hà, từng cơn mưa, từng cơn mưa.
trên cánh bão rồi mùa xuân không về, mùa thu cũng ra đi, mùa đông vơi vợi, mùa hạ khói mây, rồi từ nay em gọi tình yêu giống chim bay, gọi thân hao gầy, gọi buồn ngất ngây. Ôi tóc em dài đêm thần thoại, vùng tương lai chợt xa xôi, tuổi xuân ơi sao lạnh dòng máu trong người, nghe xót xa hằn trên tuổi trời, trẻ thơ ơi trẻ thơ ơi, tiêm buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp. Và bây giờ Ngọc Minh xin được giới thiệu đến quý vị một tiết mục rất hấp dẫn, rất sôi động do một nam ca sĩ rất trẻ và có rất nhiều tài. Ngoài tài trình diễn ca hát, anh còn có biệt tài độc đáo chụp hình rất là tuyệt vời. Khi quý vị đi ra phố, quý vị thấy một băng nhạc nào thật đẹp, thật lạ, thật sáng tạo, chắc chắn rằng bức hình đó đã được chụp dưới ống kính của anh. Ngọc Minh xin được giới thiệu phần trình diễn của Thái Tài trong nhạc phẩm Please Don't Go. 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 Please don't go, 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 please don't go. Babe, I love you so, I want you to know that I'm gonna miss your love the minute walk out that door. Please don't go. Don't go. Don't go away. Please don't go. Don't go. I beg you to stay. You leave. Need you my lifetime. I've had one dream come true. I was blessed to be loved by someone as wonderful as you. Please don't go. Don't go. Don't go away. Please don't go. Don't go. I'm begging you to stay. Hey, hey, hey. Please don't go. 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 Em người anh yêu thương, anh muốn nói cùng nàng. Một khi mà em ra đi, đời anh sẽ thiếu vắng thiên đàng. Chờ đi về em nhé, anh vẫn yêu nàng. Chờ đi về em nhé. Người ơi xin mãi bên anh. Please don't please.
miss your love. The minute you walk out that door, please don't go. Don't go. Don't go away. Hey, hey, hey. I need your love. Down on my knees. Baby, you please, please, please don't go. Don't you hear me, baby? Don't you leave me now. No, don't go, please don't go. I want you to know that I love you so. Please don't go, please don't go, please don't go, please don't go. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi được hân hạnh giới thiệu đến quý vị một tiếng hát đã từ lâu chiếm được rất nhiều cảm tình của khán thính giả ở thập niên 70. Người ca sĩ này suốt 20 năm qua tôi chưa được gặp lại. Thưa quý vị, tạo hóa cũng không nỡ phủ lên đời nàng một lớp bụi thời gian. Và thời gian cũng không cất đi tiếng hát của nàng để cho nàng còn tiếp tục sưởi ấm lòng. Quý vị đã thương mến tiếng hát của nàng. Cuối cùng thì tiếng hát ấy vẫn đến với chúng ta và cũng vẫn được đón nhận một cách nồng nhiệt với trọn vẹn tình cảm từ bao nhiêu năm qua. Kính thưa quý vị, chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị tiếng hát của Thanh Lan. Anh bước
vẫn cho đời không như làm mơ. Đời không như làm mơ nên đời thường diễn trên mộng mơ. Đời không như làm mơ nên đời thường diễn trên mộng mơ. Đời không như làm mơ. Kính thưa quý vị, lúc còn ở quê nhà thì tôi thường nghe nói Việt Nam là một nước rất nhiều anh hùng. Thế nhưng mà tôi nghĩ thì ở Mỹ thì cũng có nhiều anh hùng vậy. Ngoài anh hùng hiểu theo nghĩa là một người công dân của đất nước đã hy sinh vì đất nước, ở Mỹ nó còn nhiều mẫu người hùng khác. Thí dụ như là chơi một môn thể thao giỏi thì người ta cũng nghĩ đó là một anh hùng. Người ta cũng gọi đó là một hero. Và làm cái việc gì khác thường mà những người khác không làm được thì các cô ấy cũng reo lên my hero. Thưa quý vị, cái mẫu người anh hùng ở Mỹ này nó đa dạng lắm. Thì chung quy nó là cái đối tượng của phái nữ. Nếu quý vị, phái nữ ở đây thường cho cái mẫu người anh hùng của mình như thế nào thì họ nghĩ đó là người mà mình ưa thích. Hôm nay có một ca sĩ đã chọn cho mình một mẫu người hùng. Và hôm nay cô sẽ đến đây để mô tả cho quý vị nghe cái mẫu người hùng của cô. Thưa quý vị, tôi muốn giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Ngọc Bích và mẫu người hùng của cô qua bài Hero. Reaches out a hand for you to
Và Ngọc Minh giới thiệu với quý vị bây giờ một người ca sĩ có một nhân dáng rất xinh. Cô có một biệt tài, cô có thể ca nhạc ngoại quốc, Pháp, Mỹ. Và cô hát nhạc tình cũng rất hay, nhưng đặc biệt đêm nay, người ca sĩ này sẽ trình diễn một phần khó khăn hơn. Đó là phần dân ca ba miền. Và thưa quý vị, người ca sĩ đặc biệt này hát nhạc tình, nhạc ngoại quốc, dân ca ba miền, cái nào cô cũng xuất sắc cả. Ngọc Minh xin được hân hạnh giới thiệu với quý vị người nữ ca sĩ đa tài, Trà My. Con ngựa bác kiều, tình tang họ tang tinh, tình tang họ
Trong những đôi song ca đang được quý vị thương mến nhất bây giờ, phải nói đến một đôi song ca chuyên hát nhạc tàu, những nhạc phẩm tình cảm trong phim bộ cũng như phim kiếm hiệp. Và đêm nay, đôi song ca đó có mặt tại đây để trình diễn hiến quý vị một nhạc phẩm Trung Hoa lời Việt và dĩ nhiên có cả lời tàu. Ngọc Minh muốn giới thiệu đến quý vị Lucia Kim Chi và Tuấn Đạt trong nhạc phẩm Người Tình Ta Yêu. Thank you.
Kính thưa quý vị, trước hết Ngọc Minh xin được giới thiệu đến quý vị một bài hát rất đặc biệt và một giọng ca cũng rất đặc biệt mà có thể có một không hai. Và cái giọng hát ngọt ngào này hiếm hoi đến mức độ mà đếm trên đầu ngón tay chúng ta chỉ có 1, 2, 3 thôi. Và Ngọc Minh muốn quý vị đoán là Ngọc Minh muốn giới thiệu đến người nào trong nhạc phẩm Còn Thương Rau Đắng Mọc Bên Hè. Ai hát nào? Thưa quý vị, ai? Tuấn Vũ, anh rất là giỏi. Xin mời quý vị thưởng thức phần trình diễn của Tuấn Vũ. Để ngầm mùi im như lá rừng, ai biết mẹ buồn vui khi mẹ yêu cầu tới gần biểu cầu hồi. Mẹ nhổ tóc sâu hai chị em tóc bạc như nhau, đôi mắt mẹ buồn hiu phiêu lưu rong chơi những ngày đầu dừa. Ba giá miếng mòn xương dài nắng dầm mưa, ai cách xa cội nguồn ngồi một mình nhờ lũy che xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Xin được làm mây mà bay khắp nơi giang hồ, ghé chốn quê xa đời nâng bước ly hương, xin được làm gió dập dìu đưa điệu ca dao, dải đê tiên sao cũng ngọt ngào một lời cho nhau. Trên trong lại tình yêu đơn sơ rong chơi những ngày đầu dừa. Ba giá miếng dừa đường mòn xưa dải nắng dầm dầm mưa, xin nắng hạ thổi ngồi một mình nhờ lũy che xanh dạo quanh khung trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu. Dải đê thiên sao cũng ngọt ngào
lời cho nhau. Xin sống lại tình yêu đơn sơ, rong chơi những ngày đầu dừa, ba giá miếng dừa đường mòn xưa, dãi nắng dầm dầm mưa. Xin nắng thổi buồn ngồi một mình, nhờ lũy tre xanh dạo quanh cùng trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Xin nắng hạ thổi buồn ngồi một mình, nhờ lũy tre xanh dạo quanh cùng trời kỷ niệm chợt thèm rau đắng nấu canh. Xin nắng hạ thổi buồn ngồi một mình, nhờ lũy tre xanh dạo quanh cùng trời kỷ niệm. Kính thưa quý vị, tiết mục tiếp theo sẽ là một tiết mục rất đặc biệt, với một giọng ca rất đặc biệt, qua một bản nhạc ngoại quốc mà xưa kia tôi rất ưa thích. Thưa quý vị, tôi xin giới thiệu với quý vị cô Thúy Vi và bản Please Release Me.
đời cũng ở sầu. Hãy cho tôi trái tim một lần nữa yêu. Please, release me, can't you see? You'd be a fool to cling to me. To live a life would bring us pain. So release me and let me love again. Thưa quý vị, mùa thu sắp hết và mùa đông sắp trở lại. Cứ mỗi đông về, trong chúng ta Ngọc Minh chắc ai cũng phải nhớ đến những Noel để kỷ niệm của Sài Gòn mến yêu. Những lễ nửa đêm, chuông thánh đường vang lên để báo tin Chúa Cứu Thế đã ra đời, cứu rỗi cho nhân loại. Đêm nay, Ngọc Minh mời quý vị trở lại với khung cảnh và cảm tưởng yêu dấu đó trong một bài hát rất Giáng sinh, bài Thánh Ca Buồn, sẽ được trình bày bởi tiếng hát của Thái Châu. Thank you.
chân Chúa cao sang. Xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi dòng hát em mênh mang. Rồi mùa giá buốt cũng qua mau, lời hẹn đâu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng phai màu, em qua cầu sát pháo bay sâu. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần anh nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh buồn đón Noel, lang thang qua miền giáo tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối. Nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá tôi. Tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá. Duyên văn nghệ còn rất dài, và trong tương lai chúng tôi sẽ gặp lại quý vị một lần nữa với những tiết mục hay hơn, đặc sắc hơn và mới mẻ hơn. Chương trình đêm nay tạm chấm dứt. Và hy vọng được gặp lại quý vị trong một chương trình kỳ tới. Xin chào quý vị. Và một lần nữa tất cả các nghệ sĩ đã trình diễn đêm nay xin ra để chào tạm biệt quý vị. Xin quý vị ở lại tới giờ phút chót. Xin cảm ơn quý vị. Và đây là tất cả các nghệ sĩ đã trình diễn đêm nay. Thưa quý vị, đây là Ngũ Long Công Chúa. Và Ngũ Long Công Chúa, cái người đã design tất cả những bộ quần áo cho các em trình diễn là người nào vậy? Chị là anh Bá Phúc. Xin quý vị một tràng pháo tay cho Bá Phúc với một bộ đồ rất đẹp cho Ngũ Long Công Chúa. Và tất cả các nghệ sĩ trình diễn đang ra để chào quý vị. She doesn't know that. Well, this could be my name if you want. I can tell her my trouble. She makes them all seem nothing. I can make up excuses. To hold it now. We can talk of tomorrow. I'll tell her things that I wanna do. But girl, how can I tell her about you? How can I tell her?
anh bảo